Ngày hôm qua, hơn 100 hộ dân ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bàng hoàng lo lắng khi mà hàng loạt lồng nuôi cá trên sông Bồ đã bị chết và gây thiệt hại rất lớn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải sục khí tạo oxy để cứu số cá còn lại trước khi tìm ra nguyên nhân của vụ việc. Đến ngày thu hoạch, nhưng không biết lý do gì mà 350 lồng cá của người dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà chết bất thường. Những chủ hộ lập tức vớt cá chết ra khỏi lồng, rồi dùng các dụng cụ để tạo oxy với hy vọng sẽ cứu được số cá còn lại. Bên cạnh đó, một số loài cá nhỏ và tôm tự nhiên trên sông Bồ cũng chết nổi xung quanh các lồng cá. Chết như cá như rửa đó mà con để lồng chưa dám vớt lên nữa. Vớt lên cũng chợ đi mua được hết. Thành thử đó thiệt hại là một lồng như vậy là có khoảng 60 triệu. 60 triệu là mấy là bình quân chúng á. Thành thử bà con ở đây là rất là khổ. Đề nghị với là cái cơ quan chính quyền cấp trên là giúp đỡ can thiệp làm đăng đỏ mà xả nước á, thường ngày làm đăng đỏ xả nước cho bà con. Thấy nước nó chảy ngược thì bắt đầu bà con nông dân là xuống, những người nuôi cá lồng là xuống tại sông để bắt motor, bắt máy để coi như là bơm oxy vô cho cá, nhưng mà vẫn không cứu được. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn phường Hương Xuân có khoảng 200 hộ nuôi cá lồng, với số lồng nuôi lên đến 400 lồng. Các đối tượng nuôi chủ yếu là cá chấm cỏ. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của môi trường nuôi bị ô nhiễm, thiếu quy hoạch, sắp xếp lồng nuôi hợp lý đã dẫn đến hiện tượng cá lồng chết bất thường. Đặc biệt, trong đợt này có khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng, số cá thống kê thiệt hại trên 1.000 con và còn có thể tăng lên trong những ngày tới. Bà con mình thì nuôi có mật độ hơi dày, vừa dày lồng, vừa dày cá trong lồng. Nhưng mà đồng thời là thủy điện những ngày qua không xả nước, cho nên cá thiếu oxy và chết rất nhiều. Nếu như trường hợp mà tình trạng này kéo dài thì chắc có lẽ là bà con là không còn cái gì để mà thu nhập nữa. Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan liên quan đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến cá chết là do môi trường sống của cá không đảm bảo, dòng nước không lưu thông khiến lượng oxy trong nước giảm mạnh, mật độ cá nuôi trong lồng quá dày và khoảng cách giữa các lồng nuôi cũng không đảm bảo theo quy chuẩn. Nếu người dân nuôi cá còn phụ thuộc vào việc xả nước của nhà máy thủy điện, thì tình trạng cá chết vẫn sẽ còn lặp lại trong thời gian tới.